Tiêu ha. Cá bóng kho tiêu là một trong những món gọi là món ruột của Hoài Hương luôn. Món này có thể ăn cùng với cơm trắng, cũng có thể ăn với cháo trắng không? Đúng rồi ha, có thể người ta ăn cơm và cháo đều được hết. Dạ rồi, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu nào ạ? Bây giờ để thực hiện cái món cá bóng kho tiêu thì chúng ta nguyên liệu gồm có cá bóng, hành lá, hành tím và ớt hiểm. Gia vị thì cũng rất đơn giản mà, mình có bột ngọt đây ha, muối và cái bột canh của Cholimet ha. Là đường, đây là cái nước màu, ít dầu ăn ha, và tiêu xay và thêm một ít tiêu sọ mình để tạo thêm cái hương thơm cho nó đặc trưng hơn, nó dậy mùi hơn ha. Dạ, như vậy là để thực hiện món này thì quý vị chỉ cần ra chợ mua một ít cá bóng thôi. Còn tôi nghĩ là những cái loại gia vị này thì trong tủ của nhà hàng cũng có hết đúng không? Đúng rồi hả? Chúng ta thực hiện món này rất là đơn giản, đặc biệt là vào những ngày mưa nha, ăn cá bóng kho tiêu với lại cơm nhâm thì khá là ngon, thì có mèo luôn. Đúng bây rồi. Giờ thì mình sẽ hướng dẫn khán giả cách chọn cá bóng sao cho ngon. Cá bóng thì đây ha, thì mình lựa những cái con mà giống như cá tươi kia thì cũng là mắt ha, mắt thì nó cũng phải là trong ha, thịt thì cũng có cái độ cứng ha, khi mình rào vô nó không bị bụng ha. Và đặc biệt các bạn ha, thì cá bóng thì rất nổi tiếng ở miền ở ngoài miền ngoài ha, miền Trung có cá bóng sông Trà ha, thì ở đây mình cũng có thể cá bóng của miền Nam mình cũng kho rất là đặc trưng ra cái mùi vị ha, cho kho tiêu ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái món cá kho tiêu ha. Trước tiên là mình sẽ ướp cá. Rồi, cho cá vào đây ha. Đây, cho cá vào cái tô để mình ướp. Thì nếu mà như ở gia đình mình không có thời gian thì mình có thể sử dụng cái sốt cá kho của Cholimet ha. Và Hương có thể lấy cái chai đó mình để hướng dẫn cho cái khán giả để biết cái... Đúng rồi ha. Đây là gia vị kho cá của Cholimet. Có một lần thì thầy đã giới thiệu cái gia vị kho cá này rồi. Đúng với rồi. Gia vị này á, thì chúng ta có thể ứng dụng cho rất là nhiều những món kho cá khác nhau. Cũng không chỉ là cá bóng mà có thể là cá tùng. Nói chung cá gì mà mình kho thì mình đều có thể dùng cái gia vị kho cá của Cholimet được hết. Vừa tiện lợi mà vừa dễ cho những bà nội trợ nào. Nếu như mà không có rằm thì không có nấu ăn thì chúng ta chỉ cần sử dụng theo cái hướng dẫn ở trên chiếc lọ này thôi, là quý vị đã có thể thực hiện các món rồi. Đúng rồi ha. Thì nếu mình có thời gian gia vị ha, thì nhiều thứ mình chuẩn bị thì mình cứ cho cái sốt vào ha, cứ 200g cá ha, khoảng 20-30g cái sốt kho tiêu đó là được ha. Mình sẽ có thể gia giảm thêm một ít gia vị ngọt ha, hay là mặn theo cái vị của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp cá ha. Ở đây mình có cá bóng nè, mình cho ít hành tím băm ha. Băm. Đúng rồi, mình cho thêm ít hành gốc ha, để cho nó không có tanh và nó tạo thêm hương thơm nhiều hơn ha. Hành lá mình lấy phần gốc thôi bạn, cho băm nhuyễn luôn ha. Rồi, chúng ta cho vào ha. Rồi. Ớt ha, ớt thì có thể mình ăn cay thì mình cho vào, còn không thì cũng thể cũng được, không sao ha. Nhưng mình bầm ớt vào ha, cho thêm nó tăng thêm cái vị cay ha. Em thì thường là sẽ cay, đặc biệt là đúng rồi. Món cá thì càng cay cái vị nó càng đậm. Rồi, và nở thanh.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ ướp gia vị nha. Gia vị đầu tiên là bột ngọt ha. Chúng ta cho khoảng 3 gram ha. Bột ngọt. Muối khoảng 2 gram. Thì cho khoảng 300 gram cá bóng các bạn. Rồi đây là bột canh ha, bột canh của Sulimed thôi. Mình cho khoảng 3 gram luôn. Rồi, đường ha. Thì cái món cá bóng thì có vị là mặn ngọt thì đường mình nhiều hơn chút xíu. Chúng ta cho khoảng 12 đến 15 gram ha. Khoảng nửa muỗng canh ha. Rồi, một ít tiêu ha, tiêu xay. Và dầu ăn ha, để ướp nguyên liệu phải có cái dầu ăn vào. Cái tiêu sợ thì mình cho. Bây giờ mình cho luôn ạ, mình sẽ đập dập mình mới cho vào được ha. Đập dập tiêu sợ cho vào. Rồi. Rồi tiêu sợ vào luôn ha. Rồi, tiếp tục vào là phần cuối cùng mình cho ít màu ha. Ít màu. Một cho khoảng nửa muỗng cà phê ha, nước màu có cá sẵn ha. Thì nước màu dừa này có thể mình tự thắng thì nó sẽ thơm hơn, sẽ đẹp hơn ha. Rồi ha, bây giờ cái phần cá thành ướp rồi. Đố Hoài Hương biết mình còn thiếu một cái gia vị nào rất là quan trọng để quyết định cho cái món cá kho của mình không ạ? Dạ, thầy ơi, em không biết thiếu gì nữa tại vì mắt Hoài Hương đang rất là cay. Bởi vì thực sự là với những món cá thì chúng ta cho khá là nhiều hành. Vừa là hành tím nè, vừa là đầu hành nữa. Rồi ớt nè, tiêu nè. Cho nên đó là nếu mà đứng ở trong bếp không có quen thì chắc chắn là sẽ bị tình trạng giống như Hoài Hương. Nhưng mà cá kho thì phải như vậy nó mới ngon, nó mới đậm đà. Còn thiếu gì Hoài Hương biết rồi, thiếu nước mắm đúng không thầy? Đúng rồi ha, rất là giỏi đó. Cho thầy mượn chai nước mắm của Sulimed đây ha. Thì mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh. 2 muỗng canh ha. Lần nào cũng vậy, khi mà thực hiện những món cá kho thì các thầy đều hỏi là cái gì là tạo nên cái sự đậm đà và thơm đặc trưng của cá kho Việt Nam. Thì bao giờ Hoài Hương cũng nhớ bài hết á, là chắc chắn là nước mắm rồi. Đúng rồi ha. Bởi vì đây là cái loại gia vị đặc trưng của Việt Nam mình. Rồi chúng ta ướp ha, khoảng 10 đến 15 phút cho cá thấm. Thì cái phần ướp này cũng giúp cho cái phần cá mình nó sẽ săn lại và cứng hơn ha. Khi kho cá nó sẽ cứng hơn, nó không có bị nát ha. Chúng ta trộn lại cho ta ướp ha. Như vậy là mình sẽ ướp cá trong khoảng 15 phút. Đúng rồi, trong thời gian đó thì mình có thể là chế biến những cái món khác, nấu canh chẳng hạn. Đúng rồi, có thể nấu canh ha. Nấu canh hay là mình xào rau gì đó để cho trong khi chờ đợi cái cá mình đã thấm ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái món cá kho ha. Trực cho dầu ăn vào để mình phi một ít hành lên cho nó thơm. Rồi chúng ta phi hành lên cho thơm ha. Cho trong cái thấu luôn. Thì ở nhà thì có thể mình kho trong một cái chảo thì mình cho vào thấu cũng được ha. Ở đây mình sẽ kho trong cái thấu luôn. Rồi trong thời gian mình nãy giờ cá thấm rồi đó Hoài Hương ha. Rồi ướp như vậy thì cá sẽ săn lại ha. Thì những món cá này nếu mình kho mà không có những cái hành ớt nhiều thì nó sẽ làm cho cá bị tanh. Hồi nãy thầy có nói là cá bóng thì thường là ở miền Trung là nhiều, người ta hay nói là cá bóng sông Trà là nổi tiếng á. Thì cái món cá bóng kho tiêu này có phải là xuất phát từ miền Trung không thầy? Đúng rồi bạn ha, thì thực tế thì cái đó là nổi tiếng thì miền Nam mình chỉ có cá bóng kho tiêu ha. Nhưng mà thì khi mà nổi tiếng thì cái vùng sông Trà thì cái loại cá bóng cái vùng nó rất là ngon ha, rất là ngọt và rất thơm ha. Thì nó sẽ nổi tiếng nhờ cái cá ha. Rồi khi vào phi thơm á, chúng ta cho cá vào ha. Rồi làm nữa lại. Rồi khi cá nó săn lại ha, mình kho lửa nhỏ thôi ha. Để mình đưa khoan cho nước, khi mà cá săn là mình mới cho nước vào. Nếu mình cho sớm thì cá cũng nước bị tanh ha. Khi săn mà mình cho vô nó cũng dòng cho cá nó bị tanh ha. Cái này cũng là một bí quyết cho chị em nội trợ. Là khi mà cá mình nó phải thật là săn thì mình mới cho nước vào. Tại vì nếu mà cá chưa săn á thì mình cho nước lạnh vào cá sẽ bị bở và tanh. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi giờ cá mình đã săn ở ngoài Hương ha. Dạ. Săn rồi chúng ta sẽ cho thêm một ít nước vào để cho cá nó thấm hơn ha. Nó tan qua gia vị nhiều hơn ha. Dạ. Rồi mình sẽ kho trong bao nhiêu lâu nữa ạ? Mình kho tầm nếu cá kho thì thường thường chúng ta kho hai lửa là ngon nhất ha. Hai lửa là hai lần hả thầy? Hai lửa đúng là thường ta trong nghề gọi là hai lửa ha. Thì dạ. Là mình kho lần thứ nhất
mình để cho khi cá chín mình tắt lửa mình để đó, khi để nguội mình kho lên lần nữa. Thì thông thường những món cá mình càng kho thì càng ngon, thì càng kho thì cá nó càng cứng nhiều hơn ha. Dạ. Và nó sẽ ngon hơn là khi mình kho một lửa ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít hành ha. Dạ. Ít ớt lên trên để cho nó thơm và nó đẹp ha. Dạ. Ớt thì có thể mình ăn cay thì mình đập dập ra, còn không thì mình có thể để lên thôi ha. Khi nào ai ăn mình có thể ăn lấy ớt thì mình ăn luôn ha. Dạ. 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 Khoảng xíu nữa khi mà rút cá nước nó săn lại là đạt yêu cầu ha. Dạ rồi. Dạ. À, cái nồi cá kho khi mà cho ra bàn rồi, nhờ cái sức nóng của nồi cho nên là quý vị thấy là nó vẫn còn sôi luôn. Ở bên trong nước vẫn còn sôi nè, rất là thơm, màu sắc thì vô cùng hấp dẫn. Bây giờ thì em có thể thử luôn được không thầy? Đúng rồi, bây giờ mời Hoài Hương thử cái món này. Dạ. Rồi ha. Cá bấm kho ha. Tiêu mà ăn không với kem cơm không? Dạ. Ăn ớt luôn ha. Một tí xíu thôi thầy. Rồi mình chan thêm ít sốt ha. Dạ. Nước sốt. Wow, hấp dẫn quá. Mời Hoài Hương thử ha. Dạ. Xem mời Hoài Hương. Rồi, em cảm ơn thầy. Mùi cá kho rất là thơm, đậm mùi nước mắm. Cá bóng kho tiêu mà dùng kèm với cơm trắng thì thật sự là chắc là sẽ hết cơm đó thầy. Thì cái món cá bóng này thì rất là đặc trưng, mình cứ kho càng nhiều lần thì cái cá càng săn càng cứng, rồi ăn dạ. càng rất là ngon ha. Mình kho một lửa thì cá chưa có đủ độ săn lắm ha. Nếu mình kho đi một lần nữa thì mình sẽ ngon hơn nhiều ha. Dạ. Mình thấy vị như thế nào ạ? Thầy nói là kho một lửa thì chưa săn lắm, nhưng em thấy là như vậy thì cũng rất là ngon rồi. Thịt vẫn có một cái độ dai nhất định, nếu mà kho thêm thì em nghĩ là nó sẽ cứng hơn. Nhưng mà cái gia vị thì rất là thấm rồi. Đặc biệt khi mà nhìn vào trong cái thố cá như thế này á, thì mình sẽ thấy cái màu mà của nước màu dừa á, nó tươm lên rất là ngon. Vị cá thì thấm và thịt cá thì cũng rất là ngọt. Và nếu như mà ai thích ăn cá hơi mềm mềm thì kho một lửa như vậy là vừa rồi. Chúng ta cho thêm một tí sốt đậm đà, chan lên với cơm trắng thì đặc biệt là vào những ngày mưa hoặc là lúc mình đang bị cảm trong người mà ăn món cá bóng kho tiêu kèm với cơm trắng hoặc là cháo trắng thì quả thực là rất là ngon, rất là hấp dẫn và còn có tác dụng giải cảm nữa. Xin được cảm ơn thầy Quốc Bình đã đến với chương trình Khám phá Bếp Việt hôm nay và chia sẻ với quý vị khán giả món cá bóng kho tiêu. Cảm ơn Hoài Hương, cảm ơn khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với Khám phá Bếp Việt. Và nếu như quý vị có những đóng góp ý kiến hoặc là những câu hỏi gì cho chương trình thì quý vị có thể để lại bình luận ở bên dưới. Và đừng quên hãy luôn nhấn nút subscribe và theo dõi chúng tôi. Sẽ còn rất là nhiều những món ăn ngon và hấp dẫn được gửi đến quý vị cùng với các đầu bếp của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và đừng quên khung giờ của chương trình là 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Khám phá Bếp Việt. Xin được cảm ơn nhãn hàng Jolly Mac Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình này. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ sau.